Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 78 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói một tháng vừa qua đi, Diệp Húc cuối cùng cũng luyện hóa tất cả những mảnh vỡ nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang. Khối mảnh vỡ nguyên thần kia chứa đựng hơn 2 thành tu vi của nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang, nhưng lại chỉ có thể làm cho hắn nâng cao lên một cảnh giới lớn, 8 cảnh giới nhỏ. Mà Phượng Yên Nhu chỉ luyện hóa chưa đến 1 thành của mảnh vỡ nguyên thần, tu vi đã từ nguyên đan kỳ kéo lên đến tam dương cảnh, vượt qua 4 cảnh giới lớn, hơn 40 cảnh giới nhỏ, liên tục vượt qua 5 đạo sát khí tỷ lệ, tiến vào thuần dương kỳ. Có thể thấy được là tu vi tích lũy của Diệp Húc hùng hậu ra sao, vượt xa người thường, thậm chí cả yêu tộc lấy tu vi thâm hậu mà nổi danh, tích lũy cũng kém xa hắn rất nhiều. Tính khó khăn khi đột phá của hắn cũng có hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Nếu là qua mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang chỉ trông cậy vào linh khí không thôi, dù đối mặt với áp lực sống chết thì hắn cũng cần ít nhất nửa năm mới có thể tiến vào tam thai cảnh. Luyện thành mô thai mà tu luyện đến mô thai bát phẩm là càng cần nhiều thời gian hơn. Diệp sư thúc, trận chiến giữa cậu và Ngụy Hiên sắp tới rồi, bây giờ hãy lập tức tế luyện cái luân hồi thiên bàn này đi, có thể tế luyện bao nhiêu thì tế luyện từng đó đi. Vinh Lâm tế luân hồi thiên bàn lên, trầm giọng mà nói, có bảo vật này, cho dù là đặng nguyên giác sư đệ có cho Ngụy Hiên sư thúc mượn thứ gì đi chăng nữa thì cũng có thể giúp cậu được, nhưng mà cậu bế quan quá lâu, hiện giờ thời gian lại cấp bách, chỉ sợ dù cậu có dùng toàn lực cũng không tế luyện được bao nhiêu đâu, không thể hoàn toàn thúc giục được quy năng của luân hồi thiên bàn. Cô Ngọc Nương cố gắng tươi cười nói, có vẫn tốt hơn là không, sư tôn, ngài lấy cái vũ bảo này chắc chắn chắn trước một cái cũng được. Không cần, ta muốn giết Ngụy Hiên thì không cần phải phiền phức như vậy đâu. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói, Vinh huynh, các vị, ý tốt của mọi người Diệp Mỗ xin tâm lĩnh, hiếm khi được các vị chịu đến cổ vũ cho Diệp Mỗ như vậy, Diệp Mỗ không biết báo đáp bằng gì, chỉ có vài thứ nhỏ không thành kính ý. Ầm một tiếng, chỉ thấy trước mặt mọi người đều hiện ra một cái chân nguyên đại đỉnh, bên trong đỉnh đều có nổi lên hơn 10 cái mảnh vỡ nguyên thần, cũng phải to tầm 3 thước. Những mảnh vỡ nguyên thần đó là hắn chém giết Lộc Bộc, Thọ Bộc, Chu Thiên Tinh Cung mà đoạt được, ước chừng chém nguyên thần 2 người bọn họ thành 200 miếng. Ồ, thật nhiều mảnh vỡ nguyên thần. Đám lão yêu vừa mừng vừa sợ, mảnh vỡ nguyên thần với bọn họ mà nói thì có tác dụng rất lớn, tuy rằng không thể trực tiếp luyện hóa chuyển thành tu vi, nhưng có thể đánh nhốt vào bên trong vu bảo, nâng cao uy năng của vu bảo, còn có thể dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả cực kinh người. Diệp phong chủ, chúng ta cũng chẳng giúp được gì, ngược lại lại khiến cho phong chủ tiêu tốn, thật là hổ thẹn. Thiếu phụ xinh đẹp kia vội vàng từ chối cười nói. Diệp Húc xua tay lên tiếng, các vị trượng nghĩa chịu đến đó là vinh hạnh cho Diệp Mỗ rồi, còn mong đừng chối từ. Đám lão yêu liếc nhau đều thu mảnh vỡ nguyên thần trong đỉnh lại, chắp tay nói, Diệp phong chủ, chúng tôi đi tổng đàn trước, tăng thêm thanh thế cho phong chủ. Bọn họ ào ào đứng dậy, đi thẳng đến tổng đàn ma tông. Diệp Húc nhìn về phía cô Ngọc Nương cười nói, Ngọc Nương, thiên cổ bảo tràng của ngươi đâu rồi? Cô Ngọc Nương khó hiểu, tế thiên cổ bảo tràng lên, Diệp Húc phất tay vỗ một cái thật mạnh, chỉ thấy hơn 1.000 mảnh vỡ nguyên thần đều bay lên, bụp 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 bắn vào trong bảo tràng. Những mảnh vỡ đó bị một trưởng của hắn đánh hết vào trong cơ thể của Lục Sĩ Kim Tàm. Lục Sĩ Kim Tàm của ngươi, mỗi một con ta đều đánh nhốt vào một cái mảnh vỡ nguyên thần, sau khi luyện hóa rồi, những con kim tàm đó đều có thể trưởng thành yêu vật nguyên đan đại thành. Món vũ bảo này cũng đủ để cho ngươi ứng phó với cường giả nguyên thai kỳ. Diệp Húc dứt lời lại khiến cho Hoàng Sán lấy đại diễn thần trung ra, đánh hơn 1.000 mảnh vỡ nguyên thần vào bên trong thần trung, để thăng khẩu thần trung này lên mạnh hơn trước rất nhiều. Tiêu đại ca, ta cũng chuẩn bị một món hậu lễ cho huynh đấy. Diệp Húc lấy ra một cái đầu rồng to như một ngọn núi,
Hắn cười nói: "Cái nguyên thần đầu rồng này là do ta chém một kiện nguyên thần chi báo không trọn vẹn mà đoạt được. Đại ca nếu có thể luyện hóa cái đầu rồng này thì có thể tu luyện đến tam dương cảnh chứ chẳng chơi đâu." Giao đạo nhân hơi hơi biến đổi sắc mặt, hắn có giao tình thắm thiết với Diệp Húc, cũng không từ chối, thu hồi đầu thương long lại, trầm giọng mà nói: "Trong cơ thể của ta có máu chân long, luyện hóa cái nguyên thần đầu rồng này tuy có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải là không thể. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn được vật này, tu vi của ta quả thật có thể tăng lên tới tam dương cảnh." "Vinh huynh, ta cũng định đưa cho huynh một lễ vật, tiếc là tu vi tầm mắt của huynh quá cao, chỉ sợ những mảnh vỡ nguyên thần đó huynh cũng sẽ không đặt ở trong mắt đâu." Diệp Húc chắp tay cười nói với Vinh Lâm. Vinh Lâm cười ha ha nói: "Những mảnh vỡ nguyên thần đó với ta mà nói quả thật là không có mấy tác dụng, cho nên tiểu đệ đành phải tặng cho huynh một cái lục giai linh mạch vậy." Diệp Húc khẽ mỉm cười, tế Di Lai Thiên Địa Tháp lên, từ bên trong lấy ra một cái linh mạch. Linh mạch này giống như một con hôi long, toàn thân đầy lôi đình, khẽ động một cái, vạn lôi lập tức phát ra, vô cùng khủng bố. Một tên vũ sĩ nguyên đan kỳ đứng trước linh mạch này chỉ sợ sẽ bị quấy cho dập nát. "Lục giai linh mạch sao?" Vinh Lâm không khỏi biến sắc mặt. Cái lục giai linh mạch này ẩn chứa một lượng linh khí rất khủng bố, hơn nữa chất lượng linh khí lại cực cao. Hắn tu luyện chư thiên luân hồi cấm điện cực kỳ tốn linh khí, nhưng có thêm cái linh mạch này cũng đủ để tu vi của hắn tăng lên không ít. Cung Ngọc Nương thấy Diệp Phúc trong chớp mắt liền đem một món của cải khổng lồ cho mọi người, trong tâm ấy động thầm nhủ: "Chẳng lẽ sư tôn biết mình tuyệt không thể sống, cho nên mới đưa những của cải hắn gian khổ mới lấy được kia phân phát cho mọi người hay sao?" Nàng buồn bã trong lòng, không biết những thứ Diệp Húc phân phát chỉ chiếm có một phần trong 10 phần tài sản của hắn mà thôi. Diệp Húc tiêu diệt Lộc Bộc Thọ Bộc, thu được rất nhiều linh mạch, phú khả địch quốc, đủ để cho 6-7 tên vô sĩ thoải mái tu luyện đến tam tương cảnh, không phải lo lắng không đủ linh khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những kẻ này có tư chất cùng vận mệnh tu luyện được đến tam dương cảnh hay không. "Các vị cùng ta đi tổng đàn, hay là ở đây chờ ta chiến thắng trở về đây?" Diệp Húc cười nói. Đám người Vinh Lâm và Giao Đạo Nhân liếc nhau, cùng nhìn ra vẻ ưu sầu ở trong mắt của đối phương. Hiển nhiên bọn họ cũng cho là Diệp Húc tự biết không có phần thắng, cho nên mới phân phát tài sản của mình cho mọi người. Trên thực tế, bọn họ cực kỳ không xem trọng Diệp Húc. Dù rằng Diệp Húc đã tu luyện đến tam thai cảnh, mô thai bát phẩm, nhưng lúc này Ngụy Hiên chắc chắn đã có được trọng bảo của Đặng Nguyên Giáp, đủ để áp chế kim tinh khí của hắn. Nếu không có vô bảo đủ mạnh, Diệp Húc căn bản không có một chút phần thắng nào cả. Vinh Lâm gượng cười mà nói: "Chúng ta đương nhiên là cùng nhau đi rồi, đi trợ uy cho sư thúc kìa." Diệp Húc lập tức bước ra một bước, một bước này của hắn liền bước đi được 6-7 dặm, đi ra khỏi quan tinh phong. Áo lam của hắn phiêu nhiên đi hướng tổng đàn. Đám người Vinh Lâm đều đứng dậy đi sát theo phía sau của hắn. Tại tổng đàn Ma Tông, lúc này cao thủ thế hệ trước ở các đại linh sơn gần như đã đến hết. Chỉ thấy trên không trung tổng đàn, các loại nguyên thần ẩn nấp trong hư không, giấu đầu hở đuôi, thi thoảng mới tản ra khí thế vô cùng kinh người. Các đệ tử trẻ tuổi của đại linh sơn cũng đã tới, thậm chí có một số người đang lịch luyện bên ngoài. Nghe nói hôm nay là ngày quyết chiến của Diệp Húc và Ngụy Hiên, cũng vội vàng chạy về thập vạn lại sơn. Chỉ thấy trên vùng trời tổng đàn tràn ngập các loại hơi thở, có to có nhỏ, có mạnh có yếu, người đông nghìn nghịt. "Diệp sư thúc à, đánh chết cái tên Ngụy Hiên khốn kiếp kia đi." Đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đám người Cổ Nguyệt Nhi, Khúc Phi Yên đứng ở cách đó không xa, đang cổ vũ cho hắn. Diệp Húc mỉm cười với mấy cô thiếu nữ này, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời tổng đàn từng tòa tinh đấu hạ xuống, hình thành một cái đại chu thiên tinh đấu đại trận. 365 tòa chu thiên tinh đấu gào thét mà tới, hạ xuống bên trong tổng đàn. Vù một tiếng, những tinh đấu đó đột nhiên hội tụ hướng trung tâm, chen nhau chui vào trong cơ thể của một gã nam tử trẻ tuổi. Người này tay phải dắt Thạch Tinh Vân chậm chậm đi tới chỗ Diệp Húc, thần sắc lãnh đạm. "Con trai cả của tinh đế, tiểu tinh đế Thạch Tinh Hải cũng đến đây kìa." Có kẻ nhận ra người này thất thanh mà nói. Vinh Lâm lộ ra cảnh giác, cười bước ra phía trước chắp tay nói: "Thạch huynh hôm nay sao lại có hứng thú đi đến Hoàng Tuyền Thánh Tông ta như vậy?" "À, ta nghe nói có người ức hiếp đệ đệ của ta, nên đặc biệt đến xem kẻ này chết như thế nào." Thạch Tinh Hải thản nhiên cười, nhìn về phía Diệp Húc, đôi mắt của hắn như hai vũ trụ tinh không, một lớn một nhỏ. Vô số tinh đấu ở trong mắt của hắn lên lên xuống xuống, không ngừng mà xoay tròn. "Tinh không trụ quang đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận." Diệp Húc cả kinh, lập tức nước mắt một cái, lên nhìn ra,
không ngờ bên trong đôi mắt của Thạch Tinh Hải lại giấu mỗi nơi một tòa trụ quang đại trận và một tòa tinh đấu đại trận, ẩn chứa uy năng minh mông đến cực điểm. Đây là một cao thủ tam thần cảnh vô cùng hùng mạnh, tu vi cực kỳ thâm hậu, hơn nữa lại luyện chế ra hai tòa đại trận trong mắt. Hai mắt của hắn tượng trưng cho vũ trụ, thực lực cao đến đáng sợ. Không biết Thạch huynh đã luyện thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần hay chưa vậy? Vinh Lâm cười nói, làm phiền Vinh huynh quan tâm rồi. Thạch mẫu vẫn chưa hoàn thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, nhưng cũng đã tu luyện thành công tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần. Thạch Tinh Hải thản nhiên cười, cùng đệ đệ Thạch Tinh Vân khoanh chân ngồi xuống, không nói gì nữa. Vinh Lâm dùng mình trong lòng, khẽ nói với Diệp Húc, tên kia so với trước đây lại càng thêm khủng bố. Tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần của hắn tất cả có 72 cái nguyên thần, bên trong mỗi một cái đại huyệt cất giấu một cái nguyên thần đối ứng với tiểu chu thiên tinh đấu, khiến tu vi của hắn ta hơn các vũ sĩ khác cực chừng 72 lần. Cho dù ta thi triển luân hồi thiên bản, chỉ e là có thể duy trì không thua. Nếu hắn ta tu thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, chỉ sợ trong cùng cảnh giới sẽ không có ai có thể làm đối thủ của hắn ta được. Đám người giao đạo nhân hoảng sắn lại càng thêm khiếp sợ. Chu thiên tinh cung có hai đại cấm pháp trần thừa, tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp và đại chu thiên tinh đấu cấm điển đều là những cấm pháp cực kỳ mạnh. Hai môn cấm pháp này là tuyệt học vô cùng mạnh mẽ, có thể bổ trợ cho nhau. Mỗi một cảnh giới đều có thể cùng dùng tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp, sau đó tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển, tăng cái cảnh giới này lên đỉnh. Hơn nữa, càng tu luyện hai môn cấm pháp này đến kỳ cuối, uy lực phát ra càng hùng mạnh. Chờ khi tu luyện đến tam thần cảnh, luyện thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần rồi, gần như có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Ở đằng xa, Đặng Nguyên Giác từ từ đi tới, phía sau vô số luồng bảo khí phóng lên cao, khí thế hùng mạnh không hề kém Thạch Tinh Hải chút nào. Oanh một tiếng, đột nhiên hư không bị phá nát, một nam tử tuấn mỹ còn trẻ tuổi từ trong hư không đi ra. Vị tuấn mỹ nam tử này đến yêu dị, tay cầm một cái đầu lâu, lặng lặng ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hầu nhân vực cũng đã trở về rồi. Nghe nói hắn đi hàng của ma vực, định chém giết thái tử ma hoàng tứ. Cái đầu trong tay hắn kia không phải chính là đầu thái tử ma hoàng tứ đó chứ? Hiện giờ ma tông tam kiệt ta đã trở về tổng đàn thánh tông hết rồi. Đây chính là đại sự 10 năm khó gặp. Vinh sư điệt ẩn sâu không lộ, Đặng sư điệt bảo vật vô số, phúc duyên thâm hậu, Hầu sư điệt thiên tư tuyệt đại. Tông chủ tương lai của thánh tông ta nhất định là một trong ba người này. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Diệp Phúc đảo qua Hầu nhân vực, trong lòng nghiêm nghị thầm nghĩ, tam đại đệ tử của ma tông ta không ngờ lại có thực lực mạnh như thế, so với tên thế hệ trước là Ngụy Hiên này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lấy thực lực của ta hiện nay, còn sao mới là đối thủ của những kẻ này? Diệp sư đệ, người đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Đột nhiên Ngụy Hiên cười ha ha, bước ra cách người trước Diệp Húc không xa, châm chọc mà nói. Diệp Húc nhìn lão, chỉ thấy Ngụy Hiên chân dẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiền, tay cầm một cái chùy lớn, bên trong chùy có từng đợt sóng biển ào ào truyền đến. Đây là vũ bảo của phong chủ Linh Khuyết Phong Nhạc Thiên Kỳ, Bắc Lãn Thiên Truy. Các đại linh sơn Hoàng Tuyển Ma Tông, ngoại trừ loại chấn đỉnh chi bảo như tinh chủ đại điện, các đại phong chủ còn cần phải luyện chế bảo vật của chính mình dùng để phòng thân, mà Bắc Lãn Thiên Truy của Nhạc Thiên Kỳ chính là tượng phẩm trong đấy. Cái vũ bảo này chính là nguyên thần chi bảo hoàn chỉnh, uy lực vô tận. Tay trái của Ngụy Hiên còn cầm lấy một cái mộc thuẫn hẹp dài, hình dạng như chương, trên mặt có điêu khắc long văn, có vẻ rất nặng. Kiến mộc long chương. Sắc mặt của Vinh Lâm khẽ biến, khuôn mặt ngưng trọng, trầm giọng mà nói, không ngờ Đặng sư đệ lại cho Ngụy sư thúc mượn kiến mộc long chương, lần này không xong rồi. Từ trong kiến mộc long chương chuyển đến luồng sinh khí mãnh liệt khác thường, dường như bên trong long chương có được lực sinh mệnh vô cùng vô tận, có thể chữa khỏi tất cả thương thế. Đây là mộc khí đạt tới cực điểm, chất chứa sức sống vô biên, vô cùng tinh thuần, có tác dụng như kim tinh khí. Tấm mộc thuẫn này chỉ sợ không kém đệ nhất thần sắt của ta. Diệp Húc chỉ cảm thấy nguyên thần trong tử phủ của mình dục dịch, dường như cực kỳ tò mò với tấm mộc thuẫn này. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Diệp Húc không ngờ sở dĩ nguyên thần của mình tò mò với mộc thuẫn kia chính là vì muốn ăn luôn tấm mộc thuẫn này. Nguyên thần của hắn có một loại cảm giác đói khát mãnh liệt. Nhìn thấy tấm mộc thuẫn này, trùng tham ăn đều bị dụ ra, bụng đói kêu vang. Cuộc chiến này giữa hắn và Ngụy Hiên đã được Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng cho phép, một cuộc tử chiến quang minh chính đại, cực kỳ chấn động. Danh tiếng của Diệp Húc lên cao, được coi là nhân tài trong hàng ngũ trẻ tuổi mới xuất hiện, tiếng tăm vang dội, không hề ít thế lực đều phái người đến xem cuộc chiến này.
Trận chiến này liên quan đến thân gia tính mệnh của Diệp Húc. Nếu hắn có thể thắng, hắn sẽ bước vào hàng ngũ những cao thủ trẻ tuổi cao nhất đương thời, có thể sánh vai với đám người Vinh Lâm. Nếu thua, hắn chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết. Diệp sư đệ, giết ngươi rồi, mang theo đồ của ngươi, ta sẽ là phò mã của Thiên Yêu Cung. Ngụy Hiên cười ha ha, vui sướng mà nói. Tất cả tâm pháp của ngươi, ta đã biết hết rồi. Tất cả bảo vật của ngươi đều đã bị ta khắc chế. Lúc này đây, ngươi không có bất cứ phần thắng nào cả. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng mà nói. Ngụy sư huynh, lần trước ta chém thân thể của ngươi, lần này ta chém luôn cả nguyên thần của ngươi. Sắc mặt Ngụy Hiên khẽ biến, đang định phát giận, đột nhiên chỉ thấy một vị thái thượng trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông trầm giọng hô. Thằng võ đàn. Ầm ầm. Cấm bảo Hoàng Tuyển Ma Tông, tòa luân hồi thiên bàn rộng mở cả mấy ngàn dặm kia, đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Một tòa thiên đàn lớn trăm dặm từ bên trong cái cấm bảo này dâng lên. Phía dưới có những cột trụ bằng đồng mảnh khảnh chống đỡ. Tòa thiên đàn này chính là võ đàn của Ma Tông. Ma Tông cấm đệ tử tư đấu, nhưng nếu báo cáo nguyên do thì có thể xin quyết đấu ở trong võ đàn. Tòa bảo đàn này chính là một bộ phận của luân hồi thiên bàn, dù là cao thủ tam bất diệt cảnh cũng không thể phá hỏng được. Hơn nữa, võ đàn rộng lớn trăm dặm, quanh thân lại có rất nhiều cấm chế bảo vệ, nên không cần lo lắng dư ba chiến đấu sẽ lan đến mọi người. Vị thái thượng trưởng lão kia nhìn về phía Diệp Húc và Ngụy Hiên, ánh mắt thâm trầm, trầm giọng mà nói. Hai vị sư đệ, Thánh Tông đã hơn 10 năm nay chưa từng mở võ đàn ra. Tòa võ đàn này là do tổ sư khai phá, Thánh Tông ta luyện chế. Tổ sư không đành lòng nhìn con cháu đồng môn tự giết lẫn nhau, nên đã luyện chế ra nơi này để đệ tử giải quyết ân oán cá nhân. Hôm nay là trận quyết chiến của hai người các ngươi. Ta vẫn khuyên hai vị sư điệt một câu, mọi người dù sao cũng là đồng môn cả, nên khoan dung độ lượng. Hai vị thủ hạ lưu tình. Diệp Húc mặt mang mỉm cười, Ngụy Hiên hừ lại một tiếng, đang đằng sát khí. Vị thái thượng trưởng lão kia thấy thế, thở dài một tiếng, biết là hai người bọn họ chỉ muốn động thủ, sẽ là không chết không thôi, nên cũng không khuyên bảo nữa, trầm giọng mà nói. Hai vị sư điệt, mời vào võ đàn. Diệp Húc lập tức bước một bước vào bên trong võ đàn. Ngụy Hiên cũng gào thét mà vào, hai người đối diện xa xa. Thạch huynh, ngươi cảm thấy ai có phần thắng lớn hơn đấy? Đặng Nguyên Giác ngậm cười hỏi với Thạch Tinh Hải ở đằng xa. Đương nhiên là Ngụy Hiên rồi. Thạch Tinh Hải mỉm cười nói. Đặng huynh là đang khảo giá ta sao? Tấm mộc thuẫn trong tay trái Ngụy Hiên kia chính là kiến mộc long trưng của Đại Thương Hoàng Triều, được luyện chế từ kiến mộc mà thành. Kiến mộc chính là mộc khí thuần túy, cùng cấp bậc với kim tinh khí và thực nhưỡng. Ta nghe nói năm đó cấm quân của Thương Hoàng đều đeo một cái kiến mộc long trương đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, quét ngang với thiên hạ. Có món bảo vật này ở trong tay, thêm cả tu vi của Ngụy Hiên, đủ để khắc chế kiện kim tinh khí kia của Diệp Húc rồi. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói. Đặng huynh, nghe nói ngươi đi đến di chỉ Thương Hoàng cổ mộ, hay là tấm kiến mộc long trương này chính là thu hoạch của ngươi hay sao? Đặng Nguyên Giác cười ha hả nói. Cái vụ ảo này còn có thể vào được mắt thần của Thạch huynh hay sao? Thạch Tinh Hải khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Cuồng vọng. Thạch Tinh Vân thì ở bên cạnh bĩu môi khẽ nói. Huynh, cái tên kia đúng là đồ nhà quê, đồ quê mùa, được một cái kiến mộc long trương liền kiêu ngạo như vậy. Trên người huynh còn có mấy món bảo bối tốt hơn cái thứ đó rất nhiều mà. Hầu sư đệ, đệ cho rằng ai sẽ thắng đấy? Đặng Nguyên Giác làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Hầu Nhân Vực, mỉm cười mà nói. Ngụy Hiên. Hầu Nhân Vực dường như không thích nhiều lời, chỉ nói ra hai chữ, liền tiếp tục khoanh chân mà ngồi. Vinh sư huynh, còn huynh thì sao? Đặng Nguyên Giác lại hướng Vinh Lâm nói. Vinh Lâm sắc mặt khẽ biến, trầm giọng không nói. Cung Ngọc Nương nhanh mồm nhanh miệng, cười khanh khách nói. Ngụy sư thúc, ngay cả sách dép cho sư tôn ta cũng không xứng đáng đâu, chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Đặng Nguyên Giác cười ha ha, lắc lắc đầu nói. Vị sư muội này, nhãn lực của ngươi thật là kém đến đáng sợ. Bên trong võ đàn, phía sau lưng của Diệp Húc đột nhiên hiện ra một quả mô thai. Mô thai của hắn hừng hực, rực sáng, giống như một mặt trời. Ồ, tu vi thật hùng mạnh. Một gã phong chủ Ma Tông trong mắt lộ ra dị sắc tán thưởng. Diệp sư đệ, quả là một nhân tài. Quả mô thai này tuy chỉ mới là bát phẩm, nhưng tu vi chất chứa trong đó lại đạt đến độ cao của vũ sĩ tam dương cảnh bình thường. Tu vi thật sự hùng hậu. Vù vù vù.
từng cái mặt trời chói chang từ sau lưng của Diệp Húc dâng lên. Trong chớp mắt, 12 mặt trời chói sáng, 12 cái mô thai cùng xuất hiện, giống như trên bầu trời võ đàn đột nhiên xuất hiện thêm 12 vòng thái dương, tràn ngập hơi thở thuần dương mãnh liệt. Dầm một tiếng, sau lưng của Diệp Húc lại hiện ra một gốc ngọc thụ cao tới vạn thước, che khuất bầu trời, xanh ngum tươi tốt. Mỗi một quả mô thai treo trên cành ngọc thụ giống như các cành cây treo 12 vầng thái dương vậy. Đám phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ vạn phần. Nguyên thần hiển hóa, 12 mô thai sao? 12 cái mô thai thật giống đô thiên thập nhị thần sắt của Hoàng Thất Đại Tần. Đám thái thần trưởng lão cũng không nhịn được đứng dậy, ngóng nhìn, đều biến đổi sắc mặt. Yến Tư Nhiên, Yến trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thấp giọng mà nói với Lý Thái Thượng trưởng lão ở bên người. Lý sư muội, vị Diệp sư điệt này quả đúng là nhân vật thiên tài. Mới mô thai bắt phẩm, nhưng trình độ hùng hậu của chân nguyên cũng đạt tới tam dương cảnh đỉnh phong, thẳng truy theo tam thần cảnh, hóa thần kỳ. Người tài giỏi như thế còn hơn Ngụy Hiên gấp trăm lần. 100 Ngụy Hiên cũng không đổi được nhân tài như vậy đâu. Vị nữ tử họ Lý kia sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đáng tiếc, bọn họ đã bước vào võ đàn, ngay cả chúng ta cũng không có tư cách gì mà ngăn cản bọn họ giao thủ. Nếu không chính là phá hỏng quy định mà tổ sư khai phái đã định ra. Người tài giỏi như vậy, nếu chết ở trong tay Ngụy Hiên thì thật quá đáng tiếc mà. Phải tông chủ tự mình ra mặt mới có thể ngăn cản trận quyết chiến này được. Người tài giỏi như thế tuyệt không thể ngã xuống, để ta đi mời tông chủ tự mình ra mặt vậy. Một gã thái thượng trưởng lão đứng dậy đi hướng tông chủ đại điện. Vù một tiếng, một bảo tháp đột nhiên bay lên, bao trùm xuống phía dưới, bao phủ hết cả ngọc thụ mô thai, đưa vào bên trong thân tháp. Diệp Húc khởi động tâm niệm, lại có kiểu đỉnh bay ra, tràn ngập thuần dương khí thuần túy. Kiểu đỉnh hợp nhất luồng dao động khổng lồ mà tối tăm phát ra khắp nơi, chấn áp tất cả. Thậm chí nhiều đệ tử Ma Tông tuổi trẻ ở xa xa cả trăm dặm đều cảm giác được chân nguyên của mình bị áp chế. Đây vẫn còn có rất nhiều cấm chế của võ đàn bảo vệ, nếu không có võ đàn, kiều đỉnh hợp nhất chấn thần châu của Diệp Húc vừa xuất hiện lập tức có thể chấn áp đại đa số đệ tử của Ma Tông. Thật là nhân tài, chết ở trong tay loại tầm thường như Ngụy Hiên này quá đáng tiếc mà. Thạch Tinh Hải lắc đầu thở dài mà nói. Tiết trưởng lão thở dài một cái, lắc đầu nói với tên đại vu trung niên ở bên người. Nhạc sư đệ, đệ không nên cho Ngụy sư đệ mượn Bắc Lãng Thiên Chủy như vậy. Tên đại vu trung niên kia đúng là Nhạc Thiên Kỳ, sắc mặt âm tình bất định, cười khổ mà nói. Hiện giờ Bắc Lãng Thiên Chủy của ta đã bị Ngụy sư đệ mang vào bên trong võ đàn, ngay cả đệ đều không thể triệu hồi nó được. Hy vọng tông chủ mau đến một chút, ngăn trận quyết chiến này lại. Hiện giờ thánh tông ta có rất nhiều khách đến, ở trước mặt bao nhiêu người mà ngăn chặn trận chiến này lại, e là thể diện của thánh tông ta cũng sẽ không còn. Lại có một vị phong chủ thở dài mà nói. Nhưng nếu có thể đổi lấy một nhân vật thiên tài như vậy cũng đáng giá. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều phu sĩ ở đây cũng đều không hề xem trọng Diệp Húc, cho rằng hắn đã chết rồi. Ánh mắt của Đặng Nguyên Giác chớp động nhìn về phía giữa võ đài, đột nhiên cao giọng mà nói. Ngụy sư thúc, ta đổi ý rồi. Mọi người trong lòng vui vẻ, tưởng là hắn cũng thương xót thiên tài, muốn thu Kiến Mộc Long Trương về, lại nghe Đặng Nguyên Giác cười nói. Ngoại trừ bảo vật do kim tinh khí luyện thành ra kia, ta còn muốn tòa bảo tháp của hắn. Ta có thể cảm giác được, tòa bảo tháp này dùng tài liệu rất tốt à. Ngụy Hiên nghe vào tai, cười dài nói. Được, cho người hết, ta chỉ cần đầu hắn thôi. Lão cười dài không thôi, quay đầu nhìn về phía trên đài, cao giọng nói. Mục sư thúc à, có thể bắt đầu quyết chiến được chưa? Vì thái thượng trưởng lão chủ trì trận quyết chiến này, thở dài chậm giọng mà nói. Quyết chiến bắt đầu. Ngụy Hiên cười ha ha nhìn về phía Diệp Húc, điềm nhiên nói. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Lão một tay cầm mộc thuẫn, một tay cầm chùy, chân dẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiền, gào thét đánh tới Diệp Húc, kéo theo một luồng khí thế vô cùng trầm trọng. Tu vi của ngươi không bằng ta, vu bảo của ngươi bị ta khắc chế, ta xem ngươi còn có cái thủ đoạn gì nữa đây. Diệp thiếu báo, chết đi. Lão ta tế lên Bắc Lãng Thiên Chùy, chỉ thấy đại chùy chấn động hóa thành biển cả khôn cùng. Trong biển, một con cá voi có một cái chùy lớn, đại chùy như núi mãnh liệt mà đè xuống. Bên trong cái đại chùy này có nhốt giữ nguyên thần của một con cự kình tam thần cảnh, khi thúc dục lên uy năng mênh mông vô cùng, gần như có thể phá nát tất cả.
Sắc mặt Diệp Phúc hờ hững nhìn lão xông tới, bỗng tiến lên trước một bước, bàn tay lật xuống phía dưới một cái, chỉ thấy một cái đại đỉnh lớn chụp xuống, đem Ngụy Hiên cùng với Bắc Lãng Thiên Trì bao hết cả lại. Hắn lại giơ tay lật một cái, miệng đỉnh hướng lên trên, bên trong đỉnh truyền đến tiếng cười to của Ngụy Hiên. Kiểu đỉnh chấn thần châu của ngươi, đừng hòng chấn trụ được ta, xem ta phá vỡ cái đỉnh rách này của ngươi như thế nào đây. Bắc Lãng Thiên Trì, phá cho ta. Bên trong đỉnh, Ngụy Hiên tế Bắc Lãng Thiên Trì lên, đang định đánh nát cái đại đỉnh này, Diệp Phúc bèn lắc đầu cười nói: "Thật là đồ không biết sống chết mà." Ầm một tiếng, Diêu La Thiên Địa Tháp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ vào trong đỉnh, ép Ngụy Hiên cùng nguyên thần của lão thành hình chữ đại, giáng xuống đáy đỉnh, không thể động đậy được. Tòa bảo tháp này dung nhập tức nhưỡng vào rồi, trọng lượng của nó vượt qua những gì người ta tưởng tượng, thậm chí cả đại vua tam thần cảnh như Ngụy Hiên đây đều bị ép xuống, không thể động đậy chút nào. Bạc Lãng Thiên Trì, nguyên thần gia trì, dung nhập thân ta. Ngụy Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần và cái đại trùy kia đột nhiên thu nhỏ lại, dung nhập vào trong thân thể của lão. Sức mạnh của lão đột ngột tăng vọt lên, không ngờ là có thể nâng Diêu La Thiên Địa Tháp lên, run rẩy đứng dậy. Ngụy Hiên, ngươi còn dám phản kháng ta sao? Muốn chết càng thêm khó coi hay sao? Trong mắt Diệp Húc tinh quang chớp động, Diêu La Thiên Địa Tháp lại càng thêm nặng nề, ép Ngụy Hiên bù một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Bất cứ ai cũng không thể ngờ, Ngụy Hiên thân là đại vua tam thần cảnh, cầm trong tay một món nguyên thần chi bảo cùng với một cái kiến mộc long trương, đối mặt với Diệp Húc là không chịu nổi một kích như vậy, thậm chí bị ép cho phải quỳ gối xuống đất, chỉ có khí lực để thở, không hề có sức phản kháng. Kiến mộc long trương tế. Ngụy Hiên thở hổn hển, nói không ra hơi, vô cùng khuất nhục, một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực. Lão phẫn nộ kêu to, tế khởi kiện trong bảo này lên, chỉ thấy tấm mộc thân kia xoay tròn, càng lúc càng lớn, giống như mây che khuất bầu trời, gào thét bành trướng. Trên mặt thuẫn, những con thanh long giống như sống lại, bơi qua bơi lại ở trên mặt thuẫn, cùng chống lại áp lực của Diêu La Thiên Địa Tháp. Vù 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 vù. Mộc khí khôn cùng dâng lên, hóa thành những gốc cây lớn che trời, giúp lão nâng Diêu La Thiên Địa Tháp lên. Hai tay của lão run run, gắng sức mà muốn đứng lên. Diệp Phúc đứng ở cạnh đỉnh, nhìn lại, giống như đang nhìn một con kiến đang cố gắng dãy giụa tìm đường sống vậy. Ngụy Hiên sư huynh, ta để ngươi như vậy, chắc là ngươi sẽ không phục phải không? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, thu hồi Diêu La Thiên Địa Tháp, tản kiều đỉnh ra, hắn mỉm cười nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, giao thủ chính diện, cho ngươi chết mà phải tâm phục khẩu phục kìa." Hắn ngạo nghễ đứng thẳng giữa võ đàn, chỉ thấy bảo tháp và kiều đỉnh đều dung nhập vào trong thân thể của hắn, gia trì thân thể. Thân thể của hắn vốn mạnh mẽ vô cùng, lúc này đây được bảo tháp và kiều đỉnh với nguyên thần 12 mô thai gia trì, khiến cho Diệp Húc cảm thấy sức mạnh của mình đủ để xé rách thương không, đánh phá hư không. Ngụy Hiên thở hổn hển mấy cái, liền đứng dậy, thấy hai tay Diệp Húc trống không, cười lạnh nói. Hắn cười lạnh nói: "Diệp thiếu bảo, cuối cùng ngươi cũng định dùng trọng bảo có thể chém chết nguyên thần kia hay sao? Đối phó với ngươi còn không cần đến nó đâu." Thân hình của Diệp Húc động một cái, một quyền đánh cho lão, quyền phong hào hào đáng đáng, đánh cho không gian trăm dặm trong võ đàng chấn động không ngớt. Oanh oanh oanh, một đám cấm chế bao phủ võ đàn nổ tung, tòa thiên đàn trăm dặm này không ngờ bị quyền phong của hắn làm cho lắc lư. Một quyền này của Diệp Húc rõ ràng là có uy lực như nguyên thần đại vu tam thần cảnh, dũng mãnh đến không ngờ, giống như ma thần giáng lâm vậy. "Ta dùng tay chân đã có thể đánh chết được ngươi rồi." Đây là thực lực thật sự của Diệp Húc. Từ khi giết Lạc Giả Sơn đến nay, hắn phô bày trước mắt mọi người là vô pháp và vô bảo, mà bây giờ hắn cho mọi người biết rõ thực lực chân chính của hắn. Hắn tích lũy lực lượng hồi lâu, đánh ra một quyền không ngờ so với vô pháp còn muốn mạnh hơn, so với vô bảo còn muốn cứng hơn. Một quyền này của hắn làm không khí chấn động, giống như bên trong võ đàn dâng lên một hồi sấm chớp mưa bão, tiếng ngầm vang, long chấn vang không dứt. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trong mắt Ngụy Hiên tràn ngập kinh hãi, không hề ngờ tới cả khi Diệp Húc không dùng vô bảo cũng có thể khủng bố như vậy. Không chỉ có hắn, các cường giả ở đây trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Một quyền này của Diệp Húc cơ hồ đã hiểu rõ thông đạo của vô đạo, nhẹ nhàng xuất ra. Nắm tay hắn giống như một kiện bảo vật nguyên thần, giống như có thể đọ sức với uy thế mênh mông của Lãng Thiên Trùy. Vừa rồi những người này đối với hắn còn chế giễu, giờ phút này thì ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. "Tiểu tử này, hắn đang lấy ta làm đá mài đao sao?"
Trong lòng Ngụy Hiên vừa sợ vừa giận. Trong lòng hắn biết rất rõ, vừa rồi Diệp Phúc tha cho mình một lần cũng không phải là hắn thương hại chính mình, mà là tính toán mượn tay mình tô luyện cho hắn xem tu vi đã đến bước nào rồi. Người muốn mượn tay ta để xem xét thực lực của mình hay sao? Được, ta liền những cơ hội này đem người đánh chết vậy. Ngụy Hiên cười lạnh, nắm tay của Diệp Phúc đánh tới càng lúc càng mạnh. Có thể nhìn thấy nắm tay của hắn không lớn, nhưng quyền phong đánh ra nổi lên kình phong cuồn cuộn, rõ ràng đó là một con thượng cổ yêu thú. Yêu thú này thuần túy là do sức gió tạo thành, rung lên từng đợt, gần như có uy lực phong sát. Chỉ thấy yêu vật đầy trời quay xung quanh nắm tay của Diệp Phúc bay múa, gào thét mà đến. Bắc Lãng Thiên Trùy! Ngụy Hiên vung tay hét lớn, đem Bắc Lãng Thiên Trùy đánh tới, giống như một con cự kình, trùy lớn như núi, mang theo khí thế khiến thiên địa tránh lui, hướng về nắm tay của Diệp Phúc quanh tới. Ầm vang một tiếng, nguyên thần đậu cự kình trong Bắc Lãng Thiên Trùy kêu lên một tiếng đau đớn, không ngờ không địch nổi cự lực của Diệp Phúc. Cự trùy liên tục bị chấn cho lùi lại, thậm chí ngay cả biển rộng trên không trung cũng bị một quyền của Diệp Phúc xé rách. Sóng lớn hướng hai bên vỡ ra, bị đánh thành một cái thông đạo. Võ đà đột nhiên run rẩy một chút, lại có không biết bao nhiêu cấm chế vỡ tan. Cũng may kiện bảo vật này chính là một bộ phận của cấm bảo Luân Hồi Thiên Bàn. Cấm chế lúc diệt lúc sinh, sinh sôi không ngừng. Nguyên thần cự kình phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, rồi đột nhiên hóa thành một cự hán cao nghìn trượng, toàn thân trần truồng, chân dẫm lên biển rộng, trong tay cầm Bắc Đãng Thiên Trùy, giống giận liên tục, huy trùy về phía Diệp Phúc nện xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Hiên tế khởi nguyên thần, chỉ thấy một con lục nhãn kim thiền nhảy lên, kêu to một tiếng ộp ạp, đầu lưỡi đâm phá trời cao, hướng Diệp Phúc mà xoắn tới. Lâu thiên lôi âm! Ngụy Hiên đồng thời thi triển vô pháp, không trung lôi vân cuồn cuộn, hiện ra một cái thuyền lớn. Trên thuyền vô số thiên binh thiên tướng chấn động vô bảo, chỉ thấy lôi điện đan xen, vạn lôi cùng chút xuống. Hắn không hổ là tam thần cảnh đại vu, vừa ra tay phong vân biến sắc, bày ra thực lực tuyệt luân. Diệp Phúc khá mồm giống to, trong yết hầu từng đạo âm ban lao ra, lâu thiên lôi âm còn chưa kịp hạ xuống đã bị vu bảo của hắn một hống chấn vỡ. Vạn kiếp, nguyên thai bất tử. Hắn oanh ra một quyền, nắm tay mang theo đủ loại thiên lôi, đồng thời thúc giục kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, vận chuyển kiểu chuyển nguyên công đánh tới cự kình biến thành người khổng lồ đang dùng Bắc Lãng Thiên Trùy đập xuống. Một lần nữa lại đem nguyên thần cự kình đẩy lui. Tay kia của hắn đánh ra một chảo bắt lấy đầu lưỡi của lục nhãn kim thiền, cánh tay vung lên đem con thiềm thử nhấc lên hung hăng đập trên mặt đất. Vạn pháp yêu quyền! Ầm vang một tiếng, một quyền của Diệp Phúc hướng Ngụy Hiên đánh tới. Một quyền này dày đặc yêu khí nhưng lại đại khí vô cùng, đường đường chính chính, làm cho người ta hoảng hốt, giống như đã lạc vào nơi viễn cổ man hoang, đối mặt với một con dị chủng yêu thú hoang dã. Ngụy Hiên tin tưởng nếu một quyền này đánh lên trên người của mình, tuyệt đối sẽ đem mình đánh cho tứ phân ngũ liệt. Kiến Mộc Long Trương, khởi! Hắn quát giận một tiếng, chỉ thấy mặt mộc thuẫn kia càng lúc càng lớn, dường như là một mảnh lục địa ở trên không trung. Chỉ thấy đại thụ rậm rạp điên cuồng sinh trưởng, mỗi cây đại thụ đều cao hơn trăm trượng, sừng sững nguy nga, đồ sộ vô cùng. Rầm một tiếng, một quyền này của Diệp Phúc đánh lên Kiến Mộc Long Trương, chỉ thấy vô số đại thụ đều bị phá nát, trở lại mông tinh chi khí thanh thuần. Lập tức lại có vô số đại thụ điên cuồng sinh trưởng, khiến một quyền của hắn không thể phá được phòng ngự của Kiến Mộc Long Trương. Chỉ thấy mặt đại thuẫn này mộc tinh chi khí liên miên bất tuyệt, không ngừng có đại thụ sinh trưởng, triệt tiêu lực lượng của hắn. Tiểu tử, ta có bảo vật này, ngươi đừng mơ có thể đánh trúng được ta. Ngụy Hiên cười ha ha, thúc giục Bắc Lãng Thiên Trùy và nguyên thần của mình tiếp tục đánh tới Diệp Húc. Kiện bảo vật này, ngươi căn bản không xứng dùng nó, hay là cho ta đi thôi. Một chảo của Diệp Húc hướng tới Kiến Mộc Long Trương, đem mặt đại thuẫn cứng rắn này đoạt lấy ở trong tay Ngụy Hiên, há miệng hút một cái, đem mặt đại thuẫn này thu vào trong miệng. Ở ngoài võ đàn, mọi người đang xem cuộc chiến thế, trong mắt như muốn rớt xuống. Ngay cả Tiền Tông chủ Triều Công Thiều vội vàng xuất quan thấy được cảnh này, cũng chừng to mắt giống như chuông đồng, lẩm bẩm mà nói: "Tà khai sáng chư thiên thập đạo, đích thực là có thể tiêu hóa vu bảo, tuy nhiên, khi nào thì lại hại như vậy đây? Ngay cả bảo vật cấp bậc kim tinh chi khí cũng có thể tiêu hóa sao?" "Tiểu tử thối, là ngươi muốn chết ư?" Ngụy Hiên vừa mừng vừa sợ, Diệp Húc nếu như nuốt bảo vật này, chỉ cần tâm niệm của gã chật động, liền có thể đem Kiến Mộc Long Trương thôi phát, khiến cho bụng của hắn sinh trưởng một cây đại thụ, làm cho hắn tan thành sắc pháo. Đạo Nguyên Giác thấy một bản như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, hừ lại một tiếng, thấp giọng mà nói: "Đầu to não nhỏ, không ngờ lại dám cắn nuốt bảo vật của ta.
Kiện bảo vật này của ta chính là một tinh chi khí thuần túy, trong đó chất chứa sức sống bừng bừng, vô cùng vô tận. Tâm niệm chật động, liền vạn mộc cùng sinh trưởng, làm sao dễ dàng chống đỡ như vậy được. Kiến mộc long trương là một tinh chi khí thuần túy, cùng tề danh với kim tinh chi khí và bảo vật loại tức nhưỡng. Đặc biệt nhất là kiện bảo vật này có được dược lực phòng ngự vô cùng vô tận, cho nên Đặng Nguyên Giác mới có thể cam đoan với Ngụy Hiên là bảo vật này đủ để khắc chế kim tinh chi khí của Diệp Húc. Kỳ thực bảo vật này cũng có lực lượng công kích khá lớn, có thể chuyển hóa chân nguyên của người khác thành mộc tinh chi khí, khiến cho mình không ngừng lớn mạnh. Diệp Húc đem kiến mộc long trương nuốt vào trong bụng, cũng chính là đem sinh tử của mình giao cho kẻ khác. Rất nhiều cao thủ ở đây thấy thế đều cho là một nước cờ dở. Người chết đi! Ngụy Hiên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thúc giục kiến mộc long trương kích phát mộc tinh chi khí trong long trương. Nào biết kiến mộc long trương rơi vào bụng Diệp Húc giống như châu đất xuống biển vậy, bất kể hắn thúc giục như thế nào cũng không cảm ứng được khí tức của long trương. Kiến mộc long trương dường như bị Diệp Húc tiêu hóa rồi. Kiến mộc long trương của ta! Đặng Nguyên Giác sắc mặt kịch biến, trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng mất đi cảm ứng với kiến mộc long trương. Khoan khoái, thật sự là khoan khoái! Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, sức sống mãnh liệt từ trong miệng của hắn truyền ra, mà dòng khí này đi đến chỗ nào thì chỗ ấy đột nhiên xuất hiện vô số cây cỏ hoa tươi bay lả tả từ trong không trung. Trong cơ thể hắn, Ngọc Thụ Nguyên Thần huy vũ vô số cái xúc tu kẹp chặt long trương vào trong thật sâu, điên cuồng hấp thu mộc tinh chi khí của kiến mộc long trương. Chỉ sau vài lần hô hấp đã đem trọng bảo này hút khô. Nguyên thần của hắn điên cuồng sinh trưởng, đem mộc tinh chi khí của kiến mộc long trương làm dịu, cường độ nguyên thần hắn trong nháy mắt nâng cao mấy chục lần. Tuy rằng hắn chưa tu luyện đến tam thần cảnh, nhưng cường độ nguyên thần của hắn lại mơ hồ chống đỡ được nguyên thần của tam thần cảnh hóa thần kỳ đại vu. Nguyên thần gia trì vào thân thể của hắn, vô số cái xúc tu cắm rễ ở trong máu thịt, khiến Diệp Húc cảm giác được lực lượng của mình lại một lần nữa tăng lên. Đã không có kiến mộc long trương, Ngụy Hiên, ngươi ở trước mặt ta đã không còn là gì nữa rồi. Diệp Húc xoay người đấm thêm một quyền, đem Bắc Lãng Thiên Chùy đánh bay đi, một tay hóa quyền thành đao, đem lưỡi của Lục Nhãn Kim Thiền mà chặt đứt, lại quay đầu về phía Ngụy Hiên, một quyền oanh ra, đánh cho hư không run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ tan, điềm nhiên mà nói: "Ta sẽ rút nguyên thần của ngươi, đánh vào hóa thân của ta, luyện hắn thành một cái nguyên thần của ta." Kiêu ngạo, ngông cuồng. Ngụy Hiên nghe vậy thì cầm lên, bay nhanh về phía sau, há mồm hút một cái, chỉ thấy Lục Nhãn Kim Thiền bỗng nhiên nhỏ lại, bay vào trong miệng của gã. Khi thấy gã một lần nữa tăng vọt, bàn tay tùy tiện một chiêu, đem Bắc Lãng Thiên Chùy hút vào trong tay. Ngụy Hiên uy phong lẫm lẫm, ma khí bốc lên quanh người, trong tay cầm bảo vật nguyên thần, khí thế không ngờ không kém hơn Diệp Húc là chút nào. "Ta có nguyên thần gia trì, thân thể mạnh mẽ vô cùng, lại có bảo vật nguyên thần nơi tay, giết ngươi thật sự giống như giết một con chó vậy." Kim Thiền Bắc Lãng, hắn điên cuồng hét lên liên tục, múa may cự chùy, chỉ thấy đại chùy ngang trời oanh vào trong không khí không ngớt, từng đào sóng gợn khắp nơi chuyển ra là do không khí bị nén ép kịch liệt sinh ra khí lãng. Thực lực của hắn vẫn là cực kỳ mạnh, không hổ là đã luyện thành nguyên thần đại vu. Đong một tiếng, nắm tay Diệp Húc như chùy đánh vào Bắc Lãng Thiên Chùy. Ngụy Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi về phía sau. Chỉ nghe xoẹt xoẹt vài tiếng, da hắn đã nổ tung, máu tươi bắn ra khắp nơi. Cường độ thân thể của hắn căn bản không thể bằng Diệp Húc được, mặc dù là đã dung hợp nguyên thần, có nguyên thần gia trì, nhưng so với Diệp Húc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Diệp Húc đã lấy Kiều Đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể. Kiều Đỉnh của hắn là bảo vật thuần dương đã trải qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Di La Thiên Địa Tháp thì cũng được dung nhập tức nhưỡng, trở nên cực kỳ mạnh. Có hai kiện bảo vật này chấn áp thân thể, hắn lại có nguyên thần và thập nhị mô thai thêm vào, thân thể hắn đã mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, hoàn toàn có thể so sánh với bảo vật nguyên thần. Có thể nói, ngoại trừ bảo vật nguyên thần, cho dù là thuần dương vu bảo cấp chấn giáo cũng không thể thương tổn đến thân thể của hắn. Thùng thùng. Diệp Húc sắc mặt hờ hững, từng quyền đánh ra, đem Ngụy Hiên bước lui không ngừng, đánh cho miệng vết thương trên người của hắn càng ngày càng nhiều, quanh thân máu tươi đầm đìa. "Ngụy Hiên, ngươi liên tiếp đuổi giết ta và lần suýt nữa dồn ta vào chỗ chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút tư vị bị trả thù khi lọt vào tay của ta." Kiều Đình yêu quyết. Diệp Húc thét dài, tiếng huyết gió bén nhọn cao vút giống như tiếng hạc trên chín tầng trời, đánh ra một quyền đoang đoang. Năm ngón tay của hắn giống như vô số đại đỉnh tạo thành, mà đại đỉnh còn được làm thành từ một đầu yêu thú, hình thái yêu thú giống như ký hiệu, làm thành những đại đỉnh này tạo ra nắm tay của hắn. Đây là vũ pháp hùng mạnh nhất của hắn, một quyền oanh ra đem Ngụy Hiên hoàn toàn đánh bay.
lưng gã hung hăng đập vào vách tường vô hình trên võ đàn, đừng cho từng đạo cấm chế tan nát. Mặt Diệp Húc không chút thay đổi, lại oanh ra một quyền. Ngụy Hiên trong miệng hộc máu, cố hết sức giơ Bắc Lãng Thiên Chủy ngăn cản. Đong! Cái mặt ngoài bảo vật nguyên thần này xuất hiện một dấu tay thật lớn, nguyên thần cự kình trong chủy cũng bị một quyền mà đánh bay. Diệp Húc đánh một quyền xuống, kiện bảo vật Bắc Lãng Thiên Chủy này rốt cuộc cũng không thể chống lại được áp lực lớn của hắn, bị một quyền đánh đập. Hắn từng quyền oanh ra, trường phong thổi mạnh, vạn thú đều xuất hiện quay chung quanh người của Diệp Húc. Ngụy Hiên, ngươi muốn giết ta nên nghĩ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay ta lợi dụng ngươi tới lập uy. Không được, không được. Ngụy Hiên hoảng sợ kêu to, ngẩng đầu hô lớn. Mục sư thúc, ta nhận thua, niệm tình giao tình trước đây của hai chúng ta, cứu ta một lần. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Hắn với sư tôn của Ngụy Hiên cũng có giao tình, đang lúc muốn mở miệng, chỉ thấy nắm tay của Diệp Húc dĩ nhiên đã dừng ở trên người của Ngụy Hiên. Sư huynh, ngươi có thể chết rồi. Thân thể Ngụy Hiên rầm rầm một tiếng trên năm xẻ bảy, bị một quyền của hắn đánh bạo. Đầu của hắn vẫn chưa bị vỡ, bị Lục Nhãn Kim Thiềm nuốt vào trong bụng, ý đồ tránh khỏi một kiếp này. Kiểu đỉnh tề xuất phong. Kiểu đỉnh của Diệp Húc bay ra, hợp là một, phong ấn nguyên thần Lục Nhãn Kim Thiềm vào trong đỉnh. Đong một tiếng, nguyên thần Lục Nhãn Kim Thiềm của Ngụy Hiên kịch liệt nhảy lên, gần như đâm cho khẩu đại đỉnh này bị phân liệt. Thân thể của hắn cho dù đã bị hủy, nhưng đầu cũng còn, cũng chưa hoàn toàn chết đi. Sinh mệnh lực của đại vu tam thần cảnh cực kỳ dũng mãnh, chỉ cần tìm được một thân thể mới, vẫn như trước có thể tái sinh, sống như trước vẫn là đại vu tam thần cảnh. Ngụy Hiên, ta đã nói rồi, phải luyện ngươi thành một nguyên thần của ta. Ta nói được làm được, nguyên thần chấn áp. Bên trong thân hình Diệp Húc, một gốc cây ngọc thụ bỗng nhiên bay lên, dừng ở phía trên đại đỉnh, vô số xúc tu vũ động, tầng tầng lớp lớp phong ấn đại đỉnh này lại. Thái thượng trưởng lão kia nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói: Diệp sư đệ, người đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Tất cả đều là người cùng môn phái, ngươi sao không thể hạ thán một lần đi? Diệp Húc há mồm nuốt vào cửu đỉnh ở vào trong bụng, rồi ngẩng đầu cười nói: Mục sư thúc, người cho rằng ta buông tha hắn một lần, hắn sẽ buông tha ân oán, hòa thuận sống cùng với ta hay sao? Nếu người đứng ở nơi này không phải là ta mà là hắn, người cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Vị thái thượng trưởng lão kia im lặng không nói gì. Ngụy Hiên có thủ tất báo, nếu hắn thắng mà nói, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Húc. Diệp Húc thản nhiên cười nói: Hắn liên tiếp đuổi giết ta và lần bố trí khiến ta suýt nữa thì chết rồi. Ta là người trong ma đạo, chính là ân đền oán trả. Người đối với ta có ân, ta báo ân ngươi. Nhưng người có kiểu oán với ta, ta liền báo thù. Hắn muốn giết ta, ta phải giết hắn, hoàn toàn là chính đáng kìa. Hắn phong ấn Ngụy Hiên lại, lập tức nhìn về phía một đầu cự kình nguyên thần đang lơ lửng ở phía không trung, thầm nghĩ: Nếu có thể bắt được cả cự kình nguyên thần này, phong ấn lại, luyện thành nguyên thần thần sát thứ nhất, ta liền có thể tùy ý thúc dục thần quang trong mắt thần sát thứ nhất rồi. Cự kình nguyên thần này chính là vật có chủ, bay lượn trên không trung, qua lại như điện xẹt, khiến hắn không thể tập trung được. Hơn nữa, đại bộ phận tu vi của hắn đều chấn áp Ngụy Hiên, cũng không có đủ thực lực đồng thời mà chấn áp hai nguyên thần. Xem ra không thể bắt giữ được cự kình nguyên thần này, ta đành phải tế khởi thần sát thứ nhất, cắn nuốt đầu cự kình nguyên thần này trở thành tu vi của mình rồi. Diệp Húc tế khởi đầu kim tinh đồng tử, đột nhiên nghe thấy thanh âm vội vàng truyền tới: Diệp sư đệ, cự kình nguyên thần này chính là vi huynh cực cực khổ chém giết một đầu đại yêu tam thần cảnh mới đoạt được, mất hơn 10 năm khổ công mới luyện thành nguyên thần chi báo, xin sư đệ hạ thủ lưu tình. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại vu trung niên bên cạnh Tiết trưởng lão đứng dậy, hướng tới hắn chắp tay cười khổ nói: Sư đệ, vì huynh trong Ngụy sư đệ mượn vu bảo này cũng không biết hắn dùng đối phó với ngươi, còn xin sư đệ thứ tội cho. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 78 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như vậy là trận chiến của Ngụy Hiên và Diệp Húc đã kết thúc. Diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem trong các video tiếp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.